Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Choosemart. Hôm nay là ngày 23 tháng 4 và chỉ còn mấy ngày nữa thôi là chúng ta sẽ được chính thức thưởng thức siêu phẩm Avengers Endgame. Và đây là một bộ phim mà mình nghĩ có lẽ rất nhiều người trên thế giới cũng như có mình đang vô cùng hóng cái phim này. Tuy nhiên thì mấy ngày gần đây thì mình nghĩ là rất là nhiều, có nhiều bạn có ý thức kém này. Nhiều người được đi xem phim ở những suất chiếu sớm thì sau khi những bạn đó về xem về thì chúng ta sẽ tưởng spoiler phim và nói trước nội dung phim sẽ làm cho chúng ta, những người chưa có cơ hội được đi xem phim sớm hoặc là chúng ta chưa có cơ hội được thưởng thức phim này, sẽ làm cho chúng ta mất hứng thú bởi vì chúng ta biết trước nội dung phim rồi. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ tới các bạn một cái cách giúp chúng ta có thể hạn chế được những cái thành phần spoiler phim làm cho chúng ta biết trước nội dung phim như thế nào nhá. Và cách làm như thế nào thì chúng ta bắt đầu video ngay thôi nào. Ok, thì đầu tiên chúng ta sẽ cần có một chiếc điện thoại rồi. Và ở đây mình sẽ sử dụng một chiếc iPhone này. Các bạn truy cập cho mình bất cứ một cái trình duyệt web nào các bạn đang có. Như là đây, mình đang sử dụng Safari nhá. Chúng ta sẽ sử dụng Facebook phiên bản nền web và chúng ta đăng nhập như bình thường thôi. Và đối với những bạn nào đang sử dụng iPhone thì các bạn hãy bấm cho mình cái nút chia sẻ ở đây. Và sau đó các bạn kéo sang này, tìm đến cho mình cái phần yêu cầu trang cho máy tính để bàn. Đó, bấm vào và chờ trong khoảng 3-5 giây để máy có thể load được. Rồi, tuy nhiên thì ở đây mình vẫn đang sử dụng cái giao diện web bằng điện thoại, cho nên mình sẽ phải xóa cái chữ m.facebook ở trên đây. Đó, thì khi này cái Facebook của mình nó mới chính thức chuyển sang cái phiên bản dành cho máy tính để bàn. Rồi, các bạn chờ xíu nhá, máy nó loát mạng hơi chậm một chút xíu. Rồi các bạn ạ, đây là cái giao diện chính của chúng ta. Thì khi này các bạn muốn chặn được cái nội dung phim, chặn được những cái bình luận liên quan đến cái phim Avengers thì các bạn hãy bấm cho mình cái phím mũi tên tam giác ở đây. Mình sẽ phóng to lên một chút nhá. Đó, các bạn bấm cho mình cái phần cài đặt đây nhá. Mặc dù đây sử dụng cái giao diện bằng máy tính cho nên chúng ta sẽ hơi khó bấm một chút. Tuy nhiên thì các bạn chịu khó zoom màn hình ra thì chúng ta vẫn có thể thao tác được một cách khá tiện lợi. Thì khi này các bạn có thể thấy ở đây, chúng ta có thể thấy một cái phần mang tên là ẩn những cái bình luận theo cái nội dung chúng ta. Thì các bạn bấm chỉnh sửa vào thì khi này chúng ta có thể nhập được những cái nội dung mà chúng ta muốn ẩn đi liên quan đến phim Avengers Endgame. Thì mình sẽ gợi ý cho bạn một số nội dung như sau để chúng ta có thể ẩn đi. Như là đây mình sẽ ẩn chữ Endgame đi nhá. Đó, cái thứ đầu tiên mà chúng ta nên ẩn đi đó chính là Endgame này. Những cái bình luận nào mang tên đến Endgame nó sẽ được ẩn đi và chúng nó sẽ không xuất hiện trên Facebook của chúng ta nữa. Đó, Endgame xong rồi. Tiếp theo là Avengers. Avengers thêm. Giờ tiếp theo mình nghĩ xem nào. Hai nhân vật nổi tiếng nhất ở trên phim này đó chính là Iron Man và Thanos thì các bạn cũng có thể thêm vào luôn. Iron Man thêm. Rồi mình sẽ thêm nốt cái anh Thanos vào nữa. Đó. Sau khi chúng ta đã thêm được những cái từ khóa, những cái nội dung mà chúng ta muốn chặn về cái spoiler phim của Avengers này thì các bạn đã bấm xong rồi, các bạn bấm lưu và thay đổi. Thì khi này tất cả những cái nội dung liên quan đến Avengers này, Endgame này, Thanos hay là Iron Man thì đều nó được ẩn đi. Và khi này các bạn có thể vào trong Facebook của mình và kiểm tra xem. Đó, mình sẽ kiểm tra sơ qua một chút nhá. Không có bất cứ một cái nội dung gì liên quan đến Avengers hay là Thanos ở trên cái new feed của mình cả. Đó, các bạn nhìn xem. Mình sẽ thử vào một cái bình luận nhá. Mình sẽ tự tìm một cái trang về phim đi. Đây, chúng ta sẽ không có cái nội dung gì liên quan bình luận đến Avengers. Đó, những cái thứ nào có chúng ta sẽ đã bị ẩn đi hết rồi các bạn ạ. Đó, vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn một cái thủ thuật giúp chúng ta có thể chặn được những cái thành phần xấu, những cái thành phần bạn bè không tốt khi mà được xem cái nội dung trước của bộ phim Avengers. Giúp chúng ta có thể chặn được những cái thành phần xấu, chặn được những bạn bè đã được xem trước bộ phim Avengers và về nhà cứ bô bô cái mồm. Còn nếu như cái cách này mà các bạn không thể làm được ý, thì tốt nhất mình khuyên các bạn đó chính là những cái ngày mà chúng ta chuẩn bị xem phim thì chúng ta cứ khóa Facebook đi. Còn những cái người bạn nào cứ cố tình đi xem phim về rồi mà cứ spoiler thì các bạn cứ thẳng vào alo của nó là được thôi. Và nếu như bạn thích video của mình thì đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Choosemart nhé. Còn bây giờ mình xin phép kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào tạm biệt các bạn.